và cái cơ duyên em cũng rất là cảm ơn cái người bảo trợ của em, đó là Cốt Một Sao Tiền Hải Nam đã giới thiệu cho em cái cơ hội kinh doanh này. Và đến với cái cơ hội này thì em chỉ có một cái làm em ấn tượng và em tham gia nhất thôi, đó là một cái câu Nam nói là vào đây nè bạn, không có phải đóng gói và đi ship hàng đâu, không có mất thời gian đi ship hàng, bạn ở nhà thì shipper đã giao tận tận hàng để đến cho khách hàng rồi, bạn không phải làm gì cả. Thế thôi là Lan Anh đã nắm cái cơ hội này và Lan Anh tự cho mình vào một cái môi trường kinh doanh này. Và thực sự là khi mà vào môi trường kinh doanh này, Lan Anh rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên mọi người, là cũng trước giờ Lan Anh không hề mà quan tâm đến Facebook đâu. Lâu lâu năm thử ở mười thì Lan Anh mới đăng một bài thôi, ăn chơi chơi thôi. Thực sự là bạn bè trên Facebook rất là hạn chế, được có mấy trăm người thôi. Và bạn bè ngoài, tại mình đi làm từ sáng đến tối thì cũng không có bạn bè ở ngoài nhiều. Nhưng mà Lan Anh đã dám cho mình một cái cơ hội, mọi người đã cho mình một cái cơ hội để thử sức với một cái nghề môi trường kinh doanh này. Và ngay cái tháng đầu tiên Lan Anh, cái thu nhập của Lan Anh đã là gần chục triệu. Cái lúc đó là mới vào hồi tháng 9 năm 2022, và tháng 10 đã trở thành một có một sao. Vậy cho nên là cái đó là và trong cái chương trình mà chạy marathon á, Lan Anh cũng tự cho mình vào luôn cái môi trường chạy marathon của công ty và cũng đạt giải để đi làm một cái đại hội năm miễn phí. Thì Lan Anh cũng không thể nào mà ngờ được đấy mọi người, là mình trước đây mình chưa hề biết kinh doanh là gì, nhưng mà đã tự cho mình một cái cơ hội và tự cố gắng. Khi mà đã cho mình cơ hội rồi thì phải cố gắng để đạt được cái mục tiêu, để đưa ra cái mục tiêu và để đạt được cái mục tiêu. Thực sự là đúng là con người mình cũng không biết cái khả năng của mình làm được như vậy. Cho nên và đến cái mùa top 9 ngày hôm mùa này á, mùa năm nay là cái mùa đầu tiên mà đang tham gia, và trước chưa bao giờ là nghe, không biết là 9 ngày top 9 là cái gì, thực sự là như vậy. Và đến khi mà rất là cảm ơn mentor, rất là cảm ơn đội ngũ Tây Nguyên và các anh chị em ở trong hội đồng FTC đã kích hoạt, đã tức là nói đến cái tầm quan trọng của 9 ngày top 9, nói đến cái khả năng mà mình có thể đạt được, nói đến cái những cái quyền lợi và nói những cái phần quà mà mình có thể đạt được ở trong 90 ngày tốt chiến. Thế là rất là lúc đó là tại vì chưa tham gia bao giờ á, cho nên là không biết là nó như thế nào cả, mà mọi người nói sao trong cái đó rất là khả năng nhân 2 nhân 3, cái doanh số nó là chuyện rất là có thể. Thế nói là mình mới tò mò, mình mới nói là mình đã cho mình cái cơ hội làm kinh doanh rồi mọi người. Thì mình nên vào những cái chương trình đó, tại vì cũng là kinh doanh, nhưng mà nếu như mà vào được 90 ngày tốt chiến thì có khả năng có quà, đúng không ạ? Có khả năng có quà thì tại sao mình lại không cho cái phép mình vào trong đó. Và là anh đã đăng ký ngay cái form đó, mặc dù là chưa biết ở trong đó là cái gì, nhưng mà đã đăng ký ngay vào cái form mà 90 ngày tốt chiến ấy. Và cái ngay cái tuần đầu tiên, ngay cái tiền đầu tiên đấy anh chị, thì doanh số của anh là đã hơn 20 triệu là trong một tuần, thì đã lọt vào trong cái top mà đứng thứ hạng là 11, đứng thứ hạng 11 cái ngày đầu tiên thôi. Cái ngày đầu tiên mà nhận được cái kim cương ấy là nằm trong cái top 11. Thì cũng không hề biết là lúc ấy cũng chưa biết luật luật chơi như thế nào hết. Và được thấy chỉ thấy được kim cương và đặt trên trên top thôi, còn cái phần thưởng á thì lại cũng không biết như thế nào. Có một cái ngày thứ ngày đầu tuần vừa rồi này thì Lan Anh mới lướt vào trong cái phần mà 90 ngày chiến á, cái phần mà cái biểu tượng đó, Lan Anh mới thấy tự nhiên là bạn được một phần quà, tức là bạn được một phần quà. Thế bắt đầu Lan Anh mới thử thử xem là phần quà đó là cái gì, lắc thử thôi, lắc thử mọi người, và cái quả báo nó quay là rất là hồi hộp chờ đợi. Nhưng mà tới lúc mà cái phần thưởng nó show ra rồi mọi người, show màn hình, tự nhiên Lan Anh đứng hình như này, cứ nhìn chăm chăm vào. Mọi người biết là ăn được cái gì không ạ? Để em thử chia sẻ màn hình xem có được không nhé. Mọi người có biết là ăn được cái gì không ạ? Mọi người đoán thử đang ăn được cái gì không ạ? Thì anh muốn nói với mọi người rằng á, là mình phải cho mình một cơ hội. Không biết mọi người có nhìn thấy màn hình không ạ? Đó. Chắc là mọi người nhìn thấy, đã mọi người nhìn thấy đang ăn được cái gì chưa? Đó chính là cái đó chính là cái điện thoại, đó là điện thoại lắp gập, điện thoại mà có nằm trong cái kệ hàng của chúng ta. Lăng Anh thấy đứng hình luôn, tức là không có nghĩ là mình được cái đó, không có nghĩ luôn, phải đứng hình được 5 phút, tức là đọc lên đọc xuống, đọc lên đọc xuống, xong mới đấy, ủa cái này là phần quà mà ta,
cái này đúng là phần quà. Bắt đầu lúc đấy nó nhảy lên, mới hét lên mới hét lên mọi người. Đúng anh chị. Rồi, ok ok, chúng ta sẽ đến với một cái người nữa, và thực sự đây là một người chị rất là đặc biệt các anh chị. Một người chị rất là đặc biệt các anh chị. Chúng ta nhiều khi chúng ta cứ tìm lý do này, tìm lý do kia, đúng không ạ? Chúng ta đổ lỗi do ngoại cảnh, chúng ta đổ lỗi cho không có thời gian, chúng ta đổ lỗi cho là sao ạ? Quá bận rộn hoặc gì đó, đúng các anh chị? Nhưng mà có một người chị này thì thực sự là sao ạ? Chị đã thực sự là vượt qua hết tất cả những cái sự trở ngại, đúng không ạ? Chị đang không ở Việt Nam các anh chị. Chị ấy đang không ở Việt Nam, nhưng mà luôn luôn đạt doanh số cực kỳ cao các anh chị. Các anh chị đừng có biết đó là ai không ạ? Trước đây, trước khi kinh doanh cùng với Robby á, thì chị cũng làm thuê chuyên nghiệp giống như em Thủy thôi các anh chị, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm kinh doanh đâu các anh chị. Nhưng mà thực sự là em vô cùng nể được được cơ hội gặp chị ngoài đời vài lần rồi các anh chị. Năng lượng rất là tuyệt vời, rất là đẹp gái luôn các anh chị. Nghĩa là cái làn da của chị đã biết là chị sử dụng những cái sản phẩm vô cùng chất lượng cao của cùng với Robby rồi các anh chị. Và đặc biệt là doanh số trong thời điểm này, chị hiện tại đang ở Thái Lan ạ. Em nhắc tới thì các anh chị có biết đó là ai không ạ? Chị hiện tại đang ở Thái Lan các anh chị nhé. Nhưng mà doanh số 2 tuần vừa qua là 205 triệu bán lẻ, các anh chị tin không ạ? 205 triệu. À, có người nhắc đến Vary. Vary là gì ạ? À, Vary thì thực tế là cũng có cái mối liên hệ với chị này đấy ạ. Em cũng có cơ hội làm việc với Vary rồi. Vary đang ở Thái Lan, các anh chị. Chính xác, mọi người đã đọc đúng tên chị ấy rồi. Đó là chị Thục Hiền, thuộc Miracle System, các anh chị. Và các anh chị mình mong muốn làm thế nào ạ? Làm thế nào để mà mỗi lần các anh chị hình dung là gì ạ? Gửi hàng sang bên Thái, hoặc là để mà kinh doanh mà không ở trong nước, các anh chị gặp rất là nhiều những cái sự bất cập hơn so với chúng ta rất là nhiều các anh chị, đúng không nào? Để mà nói đến cái khoảng cách địa lý hay là những cái khó khăn thì em nghĩ là không có ai khó khăn hơn chị rồi, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta là gì ạ? Sau 2 tuần là chị đã có doanh số là 205 triệu. Luôn luôn nhìn thấy tên của chị ấy trong top 150 tuần các anh chị, luôn luôn nhìn thấy tên chị ấy trong top 500 tháng à quý các anh chị. Rồi ok, không làm các anh chị thời chờ đợi lâu nữa, thì em Thủy sẽ xin phép được spotlight lên chị Bùi Thục Hiền. À, đến từ Thái Lan là có 2 sao các anh chị nhá. Anh chị mình gửi 68 hay là thả bông thả hoa để cùng nghe lắng nghe những cái chia sẻ của chị ấy các anh chị. Rồi ok, mời chị Hiền. Rồi, xin chào Dương Thủy nhá. Xin chào tất cả các anh chị em ở trong phòng Zoom buổi sáng hôm nay. Hiền cũng được lên Zoom mấy lần rồi, nhưng mà lần này lên được bạn Dương Thủy ký up lên, mình cũng thấy là mình có cái gì đấy nó cũng quan trọng, mà cũng được một cái gì đấy được công nhận mà mọi người ạ, cho nên là nó cũng hơi run. Cảm ơn tất cả các anh chị em và tất cả ban tổ chức đã cho Hiền cái cơ hội được lên chia sẻ cái bản thân của Hiền ngày hôm nay. Thì cái đấy Hiền cũng không biết là đấy đã phải là cái mà Hiền đã đạt được, tức là đã gọi là xin lỗi nhé, mình lên Zoom không hiểu sao mà Hiền vào rất là lâu rồi, nhưng mà lần này cũng chuẩn bị sẵn rồi đây này, nhưng mà cũng vẫn cứ hồi hộp quá mọi người ạ. Đấy là mới có chia sẻ thôi mà đã hồi hộp như thế này rồi, thì không biết được là cố gắng phấn đấu để đạt một cái mức độ cái giải thưởng nữa thì không biết là nó hồi hộp như thế nào. Thì mọi người cũng bỏ qua cho Hiền nhé. Thì Hiền tên là Bùi Thị Thục Hiền, hiện tại Hiền đang sống ở Thái Lan, và Hiền vào Dropy được 1.5 năm rồi. Thì trước khi Hiền đến với Dropy thì Hiền cũng làm một công việc hoàn toàn là văn phòng. 22 năm là hoàn toàn là làm văn phòng và chưa hề bán một cái tăm mọi người ạ. Thì khi mà gặp trên một cái cuộc gọi data của mentor Quốc Vũ, thì nhân tiện đây Hiền cũng xin được cảm ơn mentor Quốc Vũ rất là nhiều. Thì là mentor Quốc Vũ đã qua một vài câu hỏi thôi thì Hiền cũng thấy rằng là Hiền nghĩ là cái công việc của Hiền làm văn phòng như thế thì Hiền cũng không thể nào Hiền bán được cái gì đâu. Thế nhưng mà vì là cái trong cái công việc trước đây của mình thì mình làm là mình gặp nhiều rất là nhiều các cái khó khăn, mà trong đấy là mình thiếu về kiến thức. Thì Hiền cũng nghĩ rằng là chắc là Hiền vào đây Hiền làm để Hiền lấy kiến thức thôi, chứ Hiền cũng không bán được cái gì hết cả. Thì Hiền cũng nói với Vũ là Vũ ơi, chắc chị vào chị chỉ bán chị chỉ học để sau này chị thấy cái mô hình của em rất là hay, và có rất nhiều các cái khóa học ấy thì chị thấy là các cái kỹ năng nữa. Thì chị thì vào chị chỉ có là học thôi, để sau này chị vào chị làm cho công việc của chị chắc chị không bán được cái gì đâu.
Thế thôi Vũ bảo ok thế chị cứ vào chị xem như thế nào đi. Thế là Hiền cũng sau buổi cái buổi buổi tối của BBP của Mai Hậu ấy thì Hiền thấy cái mô hình này tuyệt vời. Hiền đã đăng ký ngay buổi tối ngày hôm đấy và sáng ngày hôm sau chính Hiền là người chốt, Quốc Vũ là Hiền trở thành đại lý. Đấy thì là cái việc vào Dropbee của Hiền nó cũng 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 nhanh đơn giản lắm, vì cũng không có nhu cầu mong hy vọng gì là mình bán được hàng rồi. Chính mình bản thân mình cũng nghi ngờ chính bản thân mình nghĩ là đó thì Hiền vào làm thì là ở bên Thái Lan. Hiền là người đầu tiên trong thị trường nước ngoài ở Thái Lan. Thái Lan cũng là thị trường nước ngoài đầu tiên so với những cái nước mà hiện tại bây giờ Dropy mình đang kinh doanh ở trên thế giới. Nhưng mà thị trường Thái Lan thì khó khăn hơn, bởi vì là chính phủ Thái Lan thì họ khắt khe hơn so với lại những cái chính sách của các nước khác như là Mỹ với Anh với Campuchia rồi các nước châu Á. Dropy mình cũng đang kinh doanh rất là tốt ở các cái địa phương, ở các cái nước này rồi, cái quốc gia này rồi, nhưng mà riêng Thái Lan thì qua rất là nhiều đợt để mà tuyển người với lại mà đào tạo, thì cuối cùng đến bây giờ thì vẫn cứ chưa hoạt động được mọi người ạ. Thì hiện cũng mất hơn 1 năm để mà thực hiện với cái lại lại làm việc với lại thị trường Thái Lan, cũng không thành công. Cùng cùng sau khi đấy thì Hiền quay ngược về Hiền kinh doanh ở thị trường Việt Nam. Thì thực ra là cũng qua 1 năm đấy là không bán được hàng gì mấy, nhưng mà Hiền cũng học được rất là nhiều. Thế và mình cũng cứ đăng bài, mình cũng cứ cũng cứ tư vấn thì mọi người, mình cứ đăng bài và không 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 cũng không mong cầu hy vọng gì đâu, nhưng mà mình chỉ có làm đúng theo những cái gì mà mentor mình hướng dẫn thôi. Vừa làm đúng, vừa làm đủ, vừa làm đều, đúng như cái 7 bước thành công mọi người ạ. Cho nên là cái gì mình cái sự cố gắng của mình thì cũng được được mọi người được mọi người chấp nhận. Và Hiền cũng không thể ngờ được rằng là Hiền bán hàng có mấy tháng thì qua cái tốc chiến tháng năm ngoái đấy thì Hiền lại được một cái chuyến, được cái giải thưởng là đi du lịch Đà Nẵng. Và chính Hiền Hiền cũng không tin được là đến lúc mọi người gửi thư mời mình cũng không biết là mình được cái chuyến du lịch đấy. Xong tiếp đó thì lại cái chương trình marathon tiếp theo thì là thực ra là Hiền được 2 giải thưởng để đạt được đi Đà Nẵng đấy. Mà chính Hiền đến lúc mà công bố thì Hiền mới biết là mình có 2 cái giải thưởng đấy. Cho nên là mọi người thì như Hiền thì Hiền ở cái tuổi 51 thì không biết là mọi người ở đây có, chắc chắn là sẽ rất là nhiều người ít tuổi hơn Hiền. Và Hiền cũng có một cái khó khăn là vừa là tuổi cao này, vừa là trước đây đi làm văn phòng không biết kinh doanh, đến cứ chưa hề bán một cái tăm này, tức là không biết buôn bán gì này, không biết online công nghệ gì hết. Rồi ở xa thì lại phải vận chuyển hàng từ Việt Nam qua bên đấy, xong rồi mỗi một lần Hiền về thì Hiền lại phải muốn gọi data thì cũng không gọi được trực tiếp bằng cái số điện thoại của trực tiếp của mình ấy, cho nên lại phải bay về Việt Nam để gọi mỗi năm 1 2 tháng gọi data để mà củng cố cái đồng đội cho mình. Đấy thì là nhưng mà cuối cùng thì mình cứ vẫn cứ làm đúng, làm đủ, làm đều như thế thôi, chứ Hiền cũng không có một cái kinh nghiệm gì cao siêu đâu mọi người ạ. Cho nên là mọi người cứ làm để cho rồi đến lúc mà mọi người cái công sức của mình sẽ được công nhận, sẽ được cộng đồng công nhận. Và khi mà Hiền cứ đăng bài như vậy thôi, Hiền cũng không nghĩ rằng là mà ngay lúc mà Hiền đăng bài thì người ta cũng không có hỏi mình ngay đâu. Họ đến lúc nào họ cần thì họ họ bảo Hiền đăng cái bài này thì hỏi Hiền xem như thế nào. Thì mình chỉ có mỗi một cái là mình học một cái sản phẩm, tức là khi mà mọi người vào ấy thì hãy chọn những người mới, hoặc là các bạn hiện tại bây giờ bắt đầu vào làm tốc chiến mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc là chưa biết chọn sản phẩm gì để kinh doanh ấy, thì mình chỉ chọn 1 đến 2 line hàng thôi. Và khi mà nếu mà chọn 2 line hàng thì mình chỉ chọn đầu tiên mình sẽ làm một cái line hàng trước của một nhà cung cấp, mình học thật nghiêm chỉnh nghiêm túc vào một
vừa học và vừa đăng bài, vừa học vừa đăng bài, mình vừa học vừa làm, đến học đến đâu làm đến đấy, và học đến đâu chắc đến đấy, nghiêm túc với nó, và hết mình vì nó. Thì khi mà thực ra đến bây giờ Hiền rút ra một cái kinh nghiệm là khi mà mình bán hàng ấy, mình là tất cả mọi người, người ta đều không hề biết về sản phẩm, cho nên là người ta biết, người ta đọc cái thông tin mình đăng bài nó rất là qua loa thôi, nhưng mà khi mà họ đã hỏi đến mình thì mình biết các cái kiến thức về cái sản phẩm này này, là một cái, thực ra là một cái mình cái kiến thức của mình để mình trả lời hết tất cả các cái câu hỏi của khách thôi, giống như là mình gọi là cái khâu xử lý từ chối đấy. Đấy thì là mình xử lý được hết tất cả các cái câu từ chối của khách, các cái thắc mắc của khách về cái sản phẩm này, ví dụ tại sao lại đắt thế, tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia. Thì Dropy là một cái mô hình cực kỳ là tuyệt vời, trong khi đấy sản phẩm thì phải nói là một cái yếu tố mà quan trọng nhất để cho mình kinh doanh thành công. Cái sản phẩm mình tốt, cái sản phẩm mình rất là chất lượng và giá có cao một tí thì mình có cái lý do là trả lời tại sao lại lại giá cao. Cho nên là mà cái lý do giá cao thì nhiều khi khách hàng người ta lại không thích chọn cái giá thấp, cho nên cái giá cao lại là một cái lợi thế. Thế cho nên là Hiền cũng cứ làm như vậy thôi. Thì Hiền bán một cách rất là cũng nhẹ nhàng mọi người ạ. Thì Hiền không có thực sự là Hiền không có nhất thiết là phải bán hàng, nhất thiết là phải có doanh số, hay nhất thiết là phải gò ép mình phải làm một cái việc mà bán bằng được hàng cho khách. Hiền cứ bán nhẹ nhàng như vậy đấy mọi người ạ. Cho nên là tháng 2, thật 2 tuần đầu của Tốc Chiến Hiền đã đạt 204 triệu tiền doanh số bán lẻ rồi. Thế thì Hiền cũng rất là hào hứng cái trong cái mà ở Dropbeam có một cái hay nữa là cái giá trị về sự công nhận đấy. Đấy là mình cũng không 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 nghĩ rằng là mình được công nhận, thì tự nhiên công nhận một cách rất là ngẫu nhiên, và mình thấy là cũng rất là công bằng cho cái sự cố gắng của mình. Thế thì qua đây thì Hiền cũng muốn là chia sẻ với các anh chị em là hãy cố gắng lên, cứ làm và mình cũng sẽ được công nhận mọi người ạ. Đấy, xin cảm ơn ban tổ chức đã cho Hiền cái giờ phút ngày hôm nay được chia sẻ với anh chị em. Thì chúc anh chị em là cứ cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, là mình sẽ được thành công nhé. Mình sẽ cố gắng đến đâu, mình cố gắng đến đâu, mình được thành công nhận đến đấy. Chỉ có là mình không cố gắng thì mình sẽ không được công nhận thôi. Ok, xin trả mic lại cho bạn Dương Thủy và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái câu chuyện của Hiền. Rồi, ok, rất là tuyệt vời, đúng không anh chị Hiền siêu quá, đúng không anh chị, thực sự là rất là đỉnh anh chị. Cho nên là sao ạ, khi mà một ai đó mà bắt gặp cái cơ hội kinh doanh này ấy, thì đôi khi là các anh chị mình lại cảm thấy là gì ạ, nó dễ quá, nó nhanh gọn quá, mình ít phải bỏ công sức ra quá, cho nên là mình không có mạnh mẽ mình làm, đúng không anh chị. Giống như ví dụ chẳng hạn bây giờ mình yêu cầu các anh chị mình phải bỏ vốn ra, mình nhập hàng vài chục triệu hay vài trăm triệu, thì hàng sẵn là đấy rồi, là mình buộc mình phải bán thôi các anh chị, đúng không nào. Muốn mà đẩy hàng đi, muốn ra được số là mình phải cắm đầu cắm cổ mình làm các anh chị, đúng các anh chị, kiểu như là mình đã tất tay rồi là mình phải theo, có nghĩa là mình đã quăng dây rồi là mình phải theo dây các anh chị. Nhưng mà ở đây làm sao ạ, đôi khi chúng ta thấy một cái cơ hội kinh doanh tinh gọn như ở Shopee, không quá nhiều áp lực, không quá nhiều thứ phải lo, đúng không ạ. Mình cảm thấy nó giống như là siêu thực ấy, cho nên là mình bỏ bê nó các anh chị, đúng không ạ. Nhưng thực tế công việc kinh doanh Shopee, nếu mà các anh chị mình tập trung được thời gian, tập trung được cái tâm sức của mình, đúng không ạ, tâm ở đâu thì tiền ở đó, đúng không các anh chị. Các anh chị mình thấy cái trường hợp của chị Thục Hiền có chuẩn không các anh chị đó. Cho nên là gì ạ, mình hãy ngưng nhìn vào những cái phần tiêu cực đi các anh chị, mình hãy tập trung mình nhìn vào những cái phần tích cực, đó là người ta làm được mình làm được, đúng không các anh chị. Các anh chị mình hãy đánh lên trên khung sắt giúp em, người ta làm được mình làm được, và cơ bản chúng ta có được cái mục tiêu cho riêng mình, đúng không. Và em nghĩ rằng là cái thời điểm này rất nhiều anh chị đang có một cái mục tiêu là cầm cho mình một cái tấm vé đại hội năm, đúng không? Cầm cho mình một cái tấm vé để đi du lịch, đúng không anh chị? Để đi du lịch xuyên quốc gia Malaysia và Singapore trên một chuyến du thuyền. Các anh chị mình hãy nhắm mắt và hình dung là nếu mà bây giờ mình có một cái tấm vé E7, đúng không ạ? Những anh chị nào đang chạy E7, các anh chị mình đánh lên trên khung chat giúp em được không ạ? Hay là nhiều anh chị nghe E7 vẫn còn đang thấy lùng bùng cái lỗ tai ạ? Có anh chị nào đang chạy E7 không ạ? Các anh chị đánh tôi được không ạ? Những anh chị nào đã có mục tiêu rất rõ ràng cho 90 ngày tốc chiến này rồi, những anh chị nào đã có cái mục tiêu rất rõ ràng trong cuộc đời này rồi, những anh chị nào đã có mục tiêu rất rõ ràng trong kinh doanh Dropy này rồi, các anh chị mình hãy đánh anh chị không chat giúp em ạ. Các anh chị mình sẽ rất là khó để các anh chị mình đi đúng đường, đúng không nào, khi mà các anh chị mình không có mục tiêu.
Mình mà mù mờ mình không có mục tiêu là rất là khó để các anh chị mình thực hiện những cái kế hoạch các anh chị nhá. Rồi rất là nhiều các anh chị mình đánh tôi đúng không ạ? Các anh chị mình nếu bây giờ vẫn chưa có kế hoạch thì các anh chị mình phải chủ động có cái kế hoạch giúp em. Khi nào các anh chị mình lên 1 sao, các anh chị đã có chưa? Khi nào 2 sao, khi nào 3 sao, các anh chị mình sẽ trở thành ai? Trong kinh doanh Shopee này thì các anh chị mình cần phải có một cái bức tranh vô cùng cụ thể như vậy các anh chị nhá. Chính xác, người ta làm được mình làm được đúng không ạ? Rồi ok, cảm ơn chị Thục Hiền với những cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời vừa rồi. À, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một người chị nữa cũng đến từ DN các anh chị. À ok không ạ? Chị đến từ Đồng Nai và chị cũng làm một nhân viên văn phòng với các anh chị. Chị ấy làm may, là một nhân viên văn phòng thôi. Và cái hành trình của chị ấy thì em cũng đã chứng kiến là thời điểm đầu tiên ấy. Thì chị cũng bán bình thường thôi các anh chị, nhưng mà khi mà chị đã bắt đầu tìm kiếm được cái line hàng của mình, tìm kiếm được cái thế mạnh của mình, và bắt đầu rất là tự tin yêu sản phẩm đến mức độ là gì ạ, gặp đại lý mà còn nói chuyện, mà đến mức độ mà đại lý còn muốn chốt sản phẩm thì các anh chị mình biết như thế nào rồi ạ. Cực kỳ yêu thương cái sản phẩm mà mình kinh doanh các anh chị. Và trong cái 2 tuần rồi thì chị cũng đã đạt được, ôi quá siêu chị Hải Vân, chị ấy cũng đã đạt được một mức doanh số là 70 triệu các anh chị trong vòng 2 tuần vừa rồi. Ok ạ, thì các anh chị mình có biết đấy là ai không ạ? Các anh chị biết đấy là ai thì các anh chị mình đánh lên tên lên trên khung chat giúp em được không ạ? Và cái hành trình chị ý đi vào Zoom nó cũng hơi cực các anh chị, chỉ sơ sẩy một chút thôi xíu thôi các anh chị, sơ sẩy một chút xíu thôi mà bị rớt thôi là vào Zoom và là chật vật từ nãy đến bây giờ các anh chị. Rồi không biết là chị Thanh Hoa mình đã có mặt trong Zoom chưa ạ? Chị giơ tay giúp em để ban tổ chức spotlight đấy không ạ? À, chị Thanh Hoa có nghe thấy em nói không ạ? Chị giơ tay giúp em nhá, chứ bây giờ là không thể tìm thấy chị nữa luôn rồi á. Ok, các anh chị mình hãy gửi thật là nhiều bông, thật là nhiều hoa, thật là nhiều số 68 đi ạ. Để chúng ta chào đón lên đây chị Thanh Hoa lên trên khung chat nha. Alo chị Hoa ơi, đấy vào lại được Zoom rồi nhưng mà không biết có bị rớt ra tiếp không các anh chị. Hoang mang lo lắng ghê. Mọi người có tìm thấy chị Hoa không ạ? Cho em search là cũng không thấy chị Hoa này. Chị Thanh Hoa ơi, giơ tay giúp em thấy chị hình như à đây chị Hiền giơ tay, chị Hoa đâu rồi? Em sợ lại rớt lại lại ao Zoom mất rồi chị ạ. Mọi người ạ. Bây giờ thôi được, như thế này đi ạ, để đi trong cái quá trình đi tìm chị Thanh Hoa, chúng ta hãy đến với một người chị tiếp theo đúng không ạ? Chắc là có thể là do tín hiệu đường truyền nhà chị Thanh Hoa nó bị kém cho nên là lại bị out ra ngoài hay sao đấy các anh chị. Ok ạ, không để các anh chị mình đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến một người chị tiếp theo, một người code 3 sao các anh chị. Cũng có một cái kết quả kinh doanh thời điểm vừa rồi vô cùng tuyệt vời các anh chị nhé. Trong 6 tháng vừa qua khi em Hà mà bước chân vào Dropy với thời gian là tháng 12 năm 2022 cho đến nay cũng đã gần 6 tháng rồi ạ. Thì đó là những ký ức vừa trải qua để cho ngày hôm nay em Hà có được cái kết quả là được quát 3 sao. Thì thực sự mà nói là ngoài cái nỗ lực của bản thân thì em Hà cũng cảm ơn rất là nhiều được cái sự hỗ trợ từ người giới thiệu, đó là quát 3 sao Thu Phương cùng với lại mentor một sao chị Chuyên Nguyễn và mentor 6 sao Hải Vân đã giúp Hà đã không quản ngại và cũng không bực mình với những cái sự làm phiền hàng ngày của Hà. Đến với Dropy thì thực sự là trước đây thì Hà đã kinh doanh rất là nhiều ạ. Xuất thân từ là cựu tiếp viên cựu nhân viên hàng không ở sân bay Nội Bài, sau đó thì mình nghỉ về thì có mở xưởng sản xuất tinh dầu. Và thực sự mà nói kinh doanh offline thì mình đã có một cái kết quả nhất định, đó là 200 cái cơ sở bán hàng trên mạng lưới toàn quốc. Thế nhưng mà khi mà bán hàng offline ấy, thì mình cũng vướng mắc một vài những cái khó khăn trong cái thời gian ngụp lặn với những cái tìm những cái phương pháp để làm sao mà phát triển được cái hệ thống của mình. Thì mình cũng đã đi học các cái khóa học như là chạy ADL Facebook hay là làm TikTok. Thế nhưng mà tìm hoài tìm mãi học cũng rất nhiều nhưng mà tốn tiền bỏ ra rất nhiều nhưng mà cái kết quả thu lại thì chưa được như ý của mình. Thì trong một lần phàn nàn với lại người bạn của mình là Thu Phương thì được Thu Phương giới thiệu là hãy vào Dropy đi, được học miễn phí tất cả các cái kỹ năng. Thì mình vào với tâm thế là để học những các cái kỹ năng đấy thôi. Thế nhưng mà khi mà vào thì mình cảm thấy rất là vỡ òa luôn, bởi vì những cái kỹ năng đấy ở ngoài kia mình đã bỏ ra chục triệu, 20 triệu đi học nhưng mà nó không vào đầu được tí nào và nó không thực chiến một chút nào. Nhưng mà khi vào với học được cái khóa học marketing không đồng là mình đã giúp cho cái kỹ năng của mình lên level rất là nhiều cùng với những các cái khóa học. Thế thì
Cái quá trình kinh doanh của mình ở Dropy thì thực sự lúc đầu nó cũng không được suôn sẻ lắm đâu ạ. Bởi vì mới đầu vào thì mình thì với bản tính là khá là mạnh mẽ, giống như cái tên của mình là Nguyễn Việt Hà ấy. Khi đọc lên thì ai cũng nghĩ là con trai. Thế nên là mình có một cái kỳ vọng là đã làm cái việc gì để làm đến nơi đến chốn. Do vậy mà khi vào Dropy sau khi một thời gian học được các kỹ năng thì mình đã bắt đầu chiến đấu. Và chiến đấu với cái line hàng đầu tiên là mình gặp đấy là Believer, thì thực sự là mình cũng cảm thấy có cái hay ở trong sản phẩm đấy. Tuy nhiên đang hay thì đứt dây đàn phải không ạ? Chiến đấu 20 ngày thì sản phẩm đã rời khỏi line hàng. Thế thì đó cũng là một cái làm tụt cái năng lượng của mình, thì là mình đã dừng mất tháng 12 với tháng 1, là mình gần như là không làm. Nhưng mà sau khi ra ngoài Tết thì bắt đầu vào tháng 2 thì mình được sự động viên của Phương Thu Phương cũng như là chị Chuyên, thì mình đã bắt tay vào làm lại và mình tìm kiếm lại một cái line hàng nó phù hợp với mình. Và rất may mình gặp được line hàng Thế Giới Lọc Nước ạ. Thế Giới Lọc Nước là một cái sản phẩm vô cùng là hay, và với mình đánh giá đấy là một cái xu thế mới, xu thế trong tương lai. Do vậy là mình đã tập trung vào line hàng lọc nước, và trong cái tháng đầu tiên thì với line hàng lọc nước thì đã giúp mình trở thành là quát 3 sao. Tiếp theo đó thì là mình cũng tháng 3, tháng 4 và mình phấn đấu thì cũng lên dần được quát 2 sao, và đến tháng 4 vừa rồi là hoàn thành được cái chỉ tiêu là quát 3 sao. Như cái bảng vinh danh vừa rồi các bạn cũng vừa nghe thấy được, thì đó là cái sự nỗ lực của mình cũng như là cái niềm vui suốt từ mấy ngày hôm nay. Mình cảm thấy rằng là tuy rằng là chưa đạt được cái mốc cao nhất, nhưng mà mình cũng đã đo lường được cái năng lượng của mình khi mà mình cho mình một cái giới hạn, cho mình một cái quyết tâm và cho mình được phép tin tưởng vào bản thân mình sẽ làm được một cái việc gì đó thì mình sẽ làm được, phải không anh chị? Thế ngoài ra thì song song cùng với việc bán hàng thì trong thời gian đấy thì mình cũng đã cố gắng xây dựng cho mình một cái hệ thống xung quanh mình là các cái đối tác anh chị em kinh doanh online. Và hiện tại thì nhóm của mình đã có được 40 anh chị em, gần 40 anh chị em hoạt động trong lĩnh vực Dropy, và mình rất là cảm thấy phấn khởi và vui mừng vì là đã giúp cho được những anh chị mà có những cái cơ hội làm thêm, dành thời gian rảnh của mình. Với những anh chị nào đã công công việc chính thì anh chị dành thời gian rảnh của mình để kiếm thêm thu nhập 3 triệu, 5 triệu cũng có. Và đặc biệt là đã giúp cho một bạn là mới vào Dropy, bằng cái nỗ lực năng lực của bạn ấy thì ngay tháng đầu tiên bạn đã đạt được quát 2 sao với cái thu nhập thu về là 55 triệu, gần 50 triệu. Đấy thì có phải là các bạn có thấy là vui mừng không ạ? Các bạn có thấy là Dropy đấy là một cái môi trường tuyệt vời và có là một cái nơi mà chúng ta có thể nói là tay không bắt giặc, đúng không ạ? Chỉ cần với nỗ lực, chỉ cần với quyết tâm, chỉ cần với những cái gì mà chúng ta hành động quyết liệt theo những cái sự chỉ dẫn một cách bài bản từ các cái người đi trước, đó là những cái đúc kết từ những cái va vấp, những cái vấp ngã để có thể có những cái bài học, có những cái giáo án lộ trình để đi cho các anh chị đến ngày hôm nay. Thì Việt Hà cũng cảm thấy may mắn khi bước chân vào thời điểm này, là thời điểm mà Dropy gần như đã hoàn thiện hết tất cả những các cái về từ hàng hóa cho đến hệ thống đào tạo, cho đến là các cái app và cũng như là các cái cơ chế xử lý những các cái xử lý những cái vướng mắc trong quá trình mà từ giao hàng, nhận hàng cho đến là xử lý những các cái quá trình đào tạo đều rất là chuyên nghiệp, bài bản và nâng cao lên một cái level rất để hỗ trợ cho các cái đại lý của chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì cũng rất là mong là các anh chị đã bước chân vào Dropy rồi, hãy tin tưởng ở mình, hãy tin tưởng ở khả năng của mình, và hãy cho mình một cơ hội, cho mình được phép ước mơ ạ, cho mình được phép ước mơ để làm sao mà có được những các cái thành quả thành tựu được cao nhất, đúng không ạ? Bởi vì nếu như chúng ta không bước qua được cái rào cản nỗi sợ của bản thân mình đối với chính bản thân mình thì mình không bao giờ được vượt qua được những người khác nữa, đúng không ạ? Nói thật, chia sẻ một cái chuyện vui nhưng mà cũng là cái kinh nghiệm của Hà khi mà bước chân vào Dropy, là thời gian đầu ấy, khi đi chia sẻ sản phẩm ấy, cũng gặp những các cái trường hợp khách hàng từ chối, cũng gặp những trường hợp khách hàng mà không có thiện chí, thậm chí còn mắng và nói mình là đa cấp hay là nọ kia. Nhưng với tâm thế thực sự nói luôn, đấy là cái tâm thế mà lúc nào mình găm ở trong người mình, đấy là một là phải cố lên, hai nữa là mình nghĩ rằng là
nói hơi vui một chút, đó câu là chó cứ sủa sủa và đoàn người cứ đi, mình cứ phải đi mạnh mẽ, mình cứ bước lên và mình tin tưởng rằng cái con đường đi của mình là đúng, không để cho những cái tác động ngoại cảnh, không để cho những cái năng lượng xấu mà nó tác động đến mình, đúng không ạ? Nếu như mình chỉ vì một lời từ chối, chỉ vì một lời phỉ báng, hay chỉ vì một lời nói mà từ người ta không hiểu cái công việc của mình, không hiểu cách làm của mình mà người ta cho rằng đấy là không đúng, để mà mình suy sụp, mình giảm năng lượng và mình không hành động nữa, thì làm sao có 40 triệu, 50 triệu như những cái bạn đã ở trong 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 nhóm của Hà để mà có được cái kết quả ngày hôm nay, đúng không ạ? Cái 40 triệu, 50 triệu đấy có thể giúp ích được cho gia đình các anh chị, giúp cho cuộc sống của anh chị tốt lên, giúp cho những rất nhiều người, đúng không ạ? Nhưng mà những cái lời nói nặng nề kia ở ngoài kia đâu có giúp cho các anh chị cái điều gì, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải biết vượt qua khó khăn, phải biết tránh né những cái khó khăn và có một cái năng lượng hết sức là mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đấy, đúng không ạ? Đấy là cái khó nhất của người bán hàng. Còn lại ở Dropy, tất cả mọi thứ khó khăn khác to lớn hơn thì chúng ta đã được được Dropy giải quyết rồi, đúng không ạ? Nào từ kho hàng, từ chất lượng, từ quy trình đào tạo cho đến đóng gói vận chuyển, tất cả mọi cái đấy các anh chị từ trước kinh doanh ở ngoài offline thì chúng ta đều đều phải là người hứng chịu, đều là người phải giải quyết tất cả những cái đấy, nhưng khi vào đây chúng ta chỉ trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp, là người trao đi giá trị ạ, không giống như là bán hàng đa cấp các anh chị nhé, đó là sự chào mời chèo kéo hay là gây phiền nhiễu cho khách hàng, nhưng ở Dropy chúng ta là trao đi những cái giá trị để khách hàng cần và hướng dẫn khách hàng đến những cái giá trị tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà chúng ta cần, và những người mà muốn xây dựng cộng đồng kinh doanh là những người muốn trao đi cái giá trị cơ hội công việc này để cho những anh em chị em khác mà còn đang cần những công việc, cần có những cái thu nhập thêm, thì các anh chị có được những cái thu nhập trang trải cho mình, thì đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn hơn rất nhiều so với những các cái còn so với những các cái mà chúng ta hướng đến, đúng không ạ? Vậy thì đến đây chắc là cũng đã cháy giờ rồi, thì xin trả lại mic cho mentor Dương Thủy, và lời cuối thì cũng cho Việt Hà gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến người hướng dẫn dẫn dắt Hà vào trong Dropy là bạn Thu Phương, và những người đã đồng hành cùng Hà, đó là chị Nguyễn Chuyên và mentor Hải Vân, đặc biệt là đồng đội của Hà trong thời gian qua đã đặt niềm tin vào Hà và bước chân vào Dropy làm việc với một tâm thế là cho đi và học hỏi như một ly nước rỗng, để và mong là những bạn nào chưa khởi động, chưa 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 kích hoạt bản thân mình thì hãy nhìn những tấm gương những người mà bắt đầu làm việc với những thứ không có gì cả nhưng mà đến nay cũng đã có một những cái thành tích nhỏ trong tay, đúng không ạ? Và chúc cho tất toàn thể anh chị em, chúc cho mùa tốc chiến của chúng ta là đạt thành công thắng lợi ạ. Chúc cho anh chị em có nhiều những thành tích hết sức là vẻ vang và vinh hạnh ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, ok, cảm ơn phần chia sẻ của chị Việt Hà rất là nhiều. Và chúc mừng chị đã đạt được danh hiệu cốt 3 sao, đúng không ạ? Và trong cái kinh doanh này là nếu mà chúng ta hỗ trợ được, chúng ta tìm được người, đúng không ạ? Hỗ trợ được có thể thành công cùng với thì chúng ta thành công vang dội, đúng không anh chị? Và chúc mừng là team chị Việt Hà đã có những viên kim cương rất là sáng, đúng không ạ? Và có một cái điều nữa em cũng nhận thấy trong phần chia sẻ của chị Việt Hà đó là gì ạ? Kinh doanh Dropy là chúng ta lựa chọn mô hình, đúng không anh chị? Chứ chúng ta không lựa chọn sản phẩm, đúng không ạ? Có sản phẩm tốt thì cũng có rất là nhiều sản phẩm khác tốt hơn, đúng không anh chị? Chúng ta có bao nhiêu ạ? 2.700 sản phẩm thì chúng ta kinh doanh anh chị. Cho nên làm sao ạ? Miễn là cái động lực của chúng ta còn, đúng không ạ? Nếu mà sản phẩm này đúng không phù hợp, không kinh doanh nữa thì chúng ta lựa chọn sản phẩm khác, đúng không ạ? Có quá nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn, đúng không anh chị? Cho nên khi mà các anh chị mình kinh doanh với Dropy thì em hy vọng rằng các anh chị cái sự lựa chọn của Dropy đó chính cái sự lựa chọn của các anh chị đó chính là cái cộng đồng Dropy, đúng không nào? Đó chính là cái văn hóa của Dropy, đó chính là cái sự tuyệt vời của nền tảng Dropy, đúng không anh chị? Còn cái việc mà tìm kiếm những cái nhà phát triển sản phẩm, tìm kiếm những cái sản phẩm tuyệt vời để đưa lên kệ của chúng ta thì đã có công ty lo rồi, đúng không anh chị? Đúng không anh chị? Rồi ok, các anh chị mình hãy gửi những cái tràng pháo bông, những cái tràng pháo hoa, những lời chúc mừng để chúc mừng cái phần chia sẻ của chị Việt Hà các anh chị nhé. Và ngay bây giờ thì chị Thanh Hoa đã có mặt rồi, các anh chị biết làm sao không tìm được chị không ạ? Chị để là iPhone. Rồi ok, và xin phép các anh chị mình hãy gửi lời chào đi ạ. Lúc nãy cũng đã tee up chị Thanh Hoa rồi đúng không ạ? Trong 2 tuần thì chị cũng đã có doanh số là 70 triệu, khoảng 70 triệu bán lẻ các anh chị. Và bây giờ xin phép được mời chị Thanh Hoa nhá lên chia sẻ cùng với tất cả chúng ta các anh chị. Rồi ok, em chào, em mời chị Hoa. Chị ơi bật mic giúp em. Mọi người nghe rõ chưa? Dạ ok rồi chị.
Em xin chào cả nhà nhé. Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. Em cũng là làm công nhân viên thôi ạ. Cơ duyên đến với rugby thì em đến với rugby vào tháng 12/2021. Bây giờ là cũng đã được 1,5 năm rồi ạ. Bây giờ là có 1 sao. Lúc mà em đến với rugby á thì Hồng Phong có giới thiệu cho em, bảo là chỉ vào kinh doanh đi, kiếm thêm thu nhập, thêm nghề tay trái. Thì lúc đó em nghĩ là em không có duyên bán hàng. Em bảo Hồng Phong là chị không có bán hàng được đâu, chị chả có mồm miệng mà chả có biết một cái gì về công nghệ hết á, về vi tính hết á. Cho nên là chị nghĩ là chị không có bán hàng được. Cái Hồng Phong bảo là chị cứ làm đi, bên này dễ lắm. Vào rugby thì sẽ được học từ A tới Z. Sẽ được cầm tay chỉ việc. Và em cũng vào. Em suy nghĩ mấy ngày sau em vào đại lý luôn. Và lúc vào thì cũng hơi chơi với, tại mình không biết một cái gì hết. Rồi xong rồi em cũng lên được 1 sao. Và lúc đầu mình nghĩ rằng vào rugby toàn những cái sản phẩm đắt tiền á, mình nghĩ chắc là không bán được. Lúc đầu cũng nghĩ vậy. Rồi cũng mất một thời gian mình không có ý, không có tập trung được ấy. Là xong rồi qua qua một thời gian nhờ Kiều Như với lại Dương Thủy tư vấn nhiều đấy, bám sát hai rồi xong rồi là bắt đầu mình tìm cách là trải nghiệm sản phẩm và bắt đầu từ từ chia sẻ. Nói chung là không có nghĩ là mình bán hàng đâu, mình cứ nghĩ là mình chia sẻ đi. Và bắt đầu yêu cu chen và đông trùng hạ thảo với lại Gianna đấy, mấy cái sản phẩm mà bắt đầu tìm kiếm khách hàng. Và đến mùa tốc chiến thì mình thấy mọi người đều vào mà mình nghĩ mình phải làm một cái gì đấy, phải nỗ lực. Tại sao mọi người làm được mà mình lại không làm được? Nên mình phải quyết tâm vào 90 ngày tốc chiến. Nghĩ bây giờ mình muốn làm một cái gì đấy, muốn tìm một chỗ đứng ở rugby thì mình phải nỗ lực hết mình để phấn đấu. Và 90 ngày tốc chiến thì bắt đầu em vào cu chen, em lại yêu thích cu chen và bắt đầu tiếp cận khách hàng. Thì lúc đầu thì em không có bán online lắm, em hay bán offline, bắt đầu chia sẻ. Và được 2 tuần đầu thì em cũng được doanh số được 70 triệu bán lẻ. Như là lúc mà bạn như kiểu em không có, mình mà đăng bài thì rất là ít người biết đến. Em nghĩ mình quay video mình cho thứ xong em rung á. Mình như kiểu mình quay video hoặc mình tiếp cận khách hàng rất là dễ hơn. Ví dụ như là bạn có xài em tới nhà, thế là ông xài em thì lại không thích là ok, không vấn đề gì đâu, chị Hoa vẫn nghe được, vẫn nghe rõ chị. Mà mình cho tự nhiên em rung quá. Mình giới thiệu mọi người hãy thả nhiều bông, hãy thả nhiều bông nhiều hoa để động viên tinh thần chị Hoa đi ạ. Lần đầu tiên lên những cái sông lớn như thế này đúng không? Ok, ai cũng có thể là trở thành diễn viên chính trong một sân khấu lớn đúng không anh chị? Hãy gửi những bông hoa và em hy vọng rằng một ngày nào đó thì khoảng 900 anh chị ở đây cũng sẽ có một cái sân khấu cho riêng mình anh chị nhá. Ok, em mời chị Hoa. Cho nên chị nghĩ là cái sản phẩm đắt tiền á không quan trọng, mà quan trọng là khách hàng của mình á có được mới hiểu được cái qua mình hiểu được cái chất lượng sản phẩm của mình á thì mình rất là dễ bán đấy. Lúc mà mình chia sẻ thật lòng, nhưng mà khách của em á, lúc mà mình giới thiệu á, kỹ năng bán hàng chỉ là một phần thôi, nhưng phần quan trọng á, là cái sản phẩm của mình tốt đấy, thì khách hàng biết đến một lần người ta sẽ biết đến lần tiếp theo và tiếp theo nữa đấy. Như các chị khách của em ấy là bảo là em có cái sản phẩm nó tốt thì em cứ giới thiệu với chị à. Cho nên là em không có quan trọng là mình phải bán hàng được, mà em cứ nghĩ là mình chia sẻ thôi. Mình chia sẻ những cái sản phẩm tốt thì được mọi người đón nhận thôi.
Tự dưng lên em quên hết trơn. Ok, em thấy đợt này chị Thanh Hoa bán cuten với cả đông trùng hạ thảo rất là nhiều. Thì em cũng thấy là chị Thanh Hoa cực kỳ yêu cái sản phẩm đông trùng hạ thảo luôn. Chị có thể chia sẻ một vài cái mẹo. Em thấy là nhiều anh chị ở đây cũng hỏi là mọi ơi mọi người chia sẻ cách bán hàng đi. Thì chị Thanh Hoa có thể là gì ạ? Bật mí một chút xíu khi mà chị bán cái sản phẩm đông trùng hạ thảo, chị bán như thế nào? Tại em thấy là chị kinh doanh cái sản phẩm này được rất là nhiều luôn. Lúc đầu bản thân của em thì là bị trào ngược dạ dày ấy, cái xong rồi em có về một hộp của Cumin em dùng và thấy dùng hết một hộp thì thấy là phải được 80% đấy. Xong rồi cái nhỏ em gái của em nó cũng bị cứ ở trào ngược dạ dày và axit đưa lên cổ đấy. Mà lúc đầu từ lúc em vào Ruby là em không mời nó mua được cái sản phẩm nào hết á, mời cái gì nó cũng từ chối. Cái lúc thấy em quay video ấy mà ở về đông trùng hạ thảo ấy và được nhiều khách hàng đón nhận nên là nhỏ em nó cũng bảo chị lấy cho em một hộp. Thế lúc nó uống một hộp xong nó, em cũng không hỏi cho tới nó tại vì nó khó quá nên em cũng mua cho nó xong rồi em cũng hỏi thăm. Thế tới hôm đấy nó nhắn tin nó bảo là chị ơi chị lấy cho em thêm một hộp nữa đi, tại em uống đông trùng hạ thảo xong nên em thấy đỡ được tới 80-90% luôn. Và từ đó và tới hôm nay là nó đã lấy tới 4 hộp đông trùng hạ thảo rồi, vừa collagen vừa curcumin đấy. Và sau khi em chia sẻ thì được nhiều người đón nhận đông trùng hạ thảo lắm. Vì đông trùng hạ thảo bên mình nó có như là cái giảm cân với lại curcumin rất là tốt. Đấy. Nên được nhiều khách hàng đón nhận và em bán đông trùng hạ thảo cũng rất là chạy. Đấy. Và cũng có nhiều vị khách mà rất là khó tính. Sau khi dùng đông trùng hạ thảo rồi thì bảo em ơi, bên em có nhiều sản phẩm tốt, em có cái gì tốt em cứ giới thiệu cho chị. Đấy. Thì sau khi em giới thiệu thì khách hàng của em đa số là không có nhiều, nhưng mà toàn là khách hàng tiềm năng thôi. Dùng một sản phẩm rồi thì sẽ dùng sản phẩm tiếp đấy, và sẽ mua qua những cái sản phẩm khác nữa. Cho nên là em nghĩ mình vào Ruby ấy, cái việc mà mình bán hàng là không phải là giỏi hay không, nhưng mà quan trọng ở Ruby chúng mình á có những cái sản phẩm tốt. Cho nên là quan trọng nhất phải là sản phẩm tốt. Mình vào Ruby á được về bên mình chỉ có việc bán hàng thôi, còn tất cả như là bảo hành chất lượng và những cái khâu khác thì đã có Ruby lo hết rồi. Đấy, mình chỉ có việc chia sẻ cho khách hàng thôi. Cho nên là mình mà kinh doanh ở Ruby mà không được nữa thì em nghĩ chắc mình chả kinh doanh được ở đâu hết, bởi vì em là một con người rất là nhút nhát, cái này không biết gì về công nghệ hết. Vậy mà vào Ruby thì em thấy lúc đầu thì cũng rất là khó khăn thôi, nhưng mà bây giờ thì em thấy bán hàng rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ chia sẻ thôi, mình quan trọng mình trải nghiệm mà mình tìm ra những cái một vài cái sản phẩm mà cái ấy mà mình ấy để mình làm phiểu đó, là mình kinh doanh rất là dễ. Đấy, em nghĩ em làm được thì chắc mọi người ai cũng làm được. Chắc hôm nay em cũng hơi rung cho nên lần đầu tiên em lên Zoom cho nên đầu thì em nghĩ em phải chia sẻ nhiều lắm mà sao lên đây em rung quá. Thế em xin cảm ơn Dương Thủy, cảm ơn chị Kiều Như rất là nhiều và cảm ơn các đồng đội của mình. Hẹn gặp mọi người một lần sau ạ. Em chào cả nhà và để Dương Bích cho mọi người khác ạ. Thủy ơi em chị trả mic lại cho em nhé. Ok ạ, mentor Dương Thủy vừa mới bị băng ra luôn các anh chị, phải nói là Zoom nó hot quá. Mentor... Ok rồi ạ. Mọi người ơi, em quay lại rồi đây. Chị Hằng có thể spotlight em giúp em được không ạ? Em đang host mà em văng ra cái mất có host luôn rồi, các anh chị em mất host luôn rồi. Chị Hằng ơi, chị Hằng spotlight em giúp em. Em vừa gửi cho chị Hằng cái slide của em nên chị Hằng có thể giúp em chia sẻ được không ạ? Ok, nhúc nhích cái văng luôn các anh chị. Rồi các anh chị ơi, các anh chị mình hãy gửi những cái lời cảm ơn, những cái phần chia sẻ rất là chân thành của chị Thanh Hoa được không ạ? Em thấy có một cái điều này chị nói rất là đúng luôn. Và chị Thanh Hoa là một trong những cái người mà đúng thật sự cũng kỹ năng bán hàng thì cũng không quá là siêu hay quá là đỉnh hay là có cái mẹo hay có tip gì đâu các anh chị. Nhưng mà cái quan điểm của chị là gì ạ? Không phải bán hàng mà đang là chia sẻ những cái sản phẩm tuyệt vời thôi các anh chị. Được không ạ? Thế thì nếu như mà các anh chị mà mình vẫn đang có một cái điều gì đó rất là sao ạ? Các
các anh chị mình vẫn đang nghĩ rằng là gì, tại sao mình bán hàng khó quá, thì bây giờ các anh chị mình hãy thay đổi cái hệ quy chiếu, thay đổi cái cách nhìn đi các anh chị. Các anh chị mình hãy tìm một cái sản phẩm nào đó mà mình trải nghiệm hoặc là mình yêu, xong đó là mình sẽ đi lan tỏa chính cái giá trị của sản phẩm đó thôi các anh chị. Các anh chị hình dung là nếu mà bây giờ chị Thanh Hoa mà gặp một ai đó có vấn đề về dạ dày, đúng không nào, hay là bị trào ngược dạ dày hay là gì, các anh chị mình hình dung là gì ạ, chị có phải là chị có thể là nói cả ngày được về cái sản phẩm như vậy, đúng không các anh chị? Đấy, thì các anh chị mình hãy tìm cho mình cái sản phẩm mà thực sự là mình yêu ấy anh chị. Giống như cái việc là mình đang rất là yêu cái người bạn đời của mình, rất là yêu cái người yêu của mình, các anh chị, thì cả ngày là mình nói về người ta với một cái ánh mắt lấp lánh nữa anh chị. Đó, thì nghề cái tình yêu như vậy thì các anh chị mình sẽ lan tỏa được, bởi là sẽ có anh chị nhóm bán hàng chuyên gia, đúng, bán hàng còn lại là dựa vào tình yêu. Thì cái việc mà chuyên gia thì chúng ta cần thời gian để chúng ta để chúng ta phát triển, chúng ta trau dồi, đúng không ạ, chúng ta nâng cấp bản thân mình. Nhưng mà nếu mà từ tình yêu ấy các anh chị, một khi các anh chị đã yêu rồi, một khi các anh chị đã yêu Droppy rồi, có phải là các anh chị nói về Droppy cả ngày, đúng không? Một khi mà các anh chị mình đã yêu một cái sản phẩm nào đó rồi, các anh chị mình có phải là các anh chị mình sẽ có thể nói về cái sản phẩm đó cả ngày được không các anh chị, đúng không ạ? Ok, thế thì ngày hôm nay ấy, khi chúng ta sẽ có thể hẹn nhau ở rất là nhiều những cái buổi chia sẻ, đúng không ạ, của rất là nhiều các anh chị bestseller khác. Và em hy vọng rằng trong số tất cả các anh chị ở đây, chúng ta sẽ trở thành những người bestseller và chúng ta sẽ lên chia sẻ cái công thức, đúng không ạ, cái cách thức để chúng ta nằm trong top. Các anh chị mình luôn luôn xác định là gì ạ? Thời điểm này là các anh chị mình sẽ làm sao ạ? Làm hết công sức, làm hết công suất luôn các anh chị. Hôm vừa rồi cũng có mấy chị em có thể có họp M3 với cả founder Nguyễn Hữu Sơn, mọi người có khoe là gì ạ? X2 được doanh số. Anh Sơn nói là gì ạ? Cái trong cái thời điểm này toàn bộ cái nguồn lực, đúng không nào, nguồn lực của các nhà phát triển sản phẩm, bao nhiêu ngân sách, bao nhiêu công sức, đúng không ạ, bao nhiêu những cái sự tập trung mà dồn vào trong cái thời điểm này. Cho nên là mọi người hãy làm sao ạ? Mọi người hãy x5, x6 doanh số chứ không phải là x2 nữa các anh chị. Thế cho nên những anh chị nào mà mình đang tạm hài lòng với kết quả của mình thì chúng ta luôn luôn có thể làm được tốt hơn, đúng không các anh chị? Nếu mà các anh chị mình đồng ý với quan điểm của em thì các anh chị mình đánh số 68, đúng không ạ? Và đây là cái người đàn ông này em muốn chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay ấy, là cái người mà thực tế là gì ạ? Sáng tạo ra cái chương trình 90 ngày tốc chiến đấy các anh chị. 90 ngày tốc chiến nó không phải là cái chương trình mà Droppy tạo ra, đúng không nào? Các cái founder của chúng ta, những cái người dẫn dắt của chúng ta cũng đã mày mò đi tìm kiếm những cái cách thức để làm sao mà chúng ta có thể làm sao ạ, hành động một cách mạnh mẽ, đúng không ạ? Ví dụ cái chương trình 5 giờ sáng cũng không phải là chúng ta nghĩ ra để chúng ta làm đâu các anh chị. Bởi vì thực tế nếu một ai đó mà mong muốn thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cái chất lượng cuộc sống của mình, nâng tầm của bản thân của mình, cái điều đầu tiên thay đổi đó là phải dậy sớm đi các anh chị, đúng không nào? Bởi vì 5 giờ sáng chúng ta có một cái công thức 20-20-20 ấy các anh chị. Trong một tiếng buổi sáng đó, chúng ta tập tành nhẹ nhàng một chút xíu, đúng không nào? Chúng ta lên mục tiêu cho bản thân mình, đúng không các anh chị? Và chúng ta làm sao ạ? Có thể là thiền định, lên mục tiêu cho bản thân mình và học một cái điều gì mới. Đó là những cái điều mà giúp cho những cái người tỷ phú, những cái người giàu có, những cái người thành công ở trên thế giới họ trở nên thành công hơn đấy các anh chị. Đó, thì chúng ta muốn thành công thì chúng ta học từ những cái người thành công thôi, đúng không ạ? Thế thì ông Eric Worre này, ông là cha đẻ của cái chương trình 90 ngày tốc chiến các anh chị. Họ đã thành công ở trên rất là nhiều quốc gia trên thế giới rồi, đúng không ạ? Và ông có một cái câu như này mà em rất là thích, đó là gì ạ? There is nothing stopping you from succeeding but you. Có nghĩa là gì? Không một ai ngăn cản chúng ta trên cái con đường thành công này, nhưng nếu mà chỉ có chính ta ngăn cản chúng ta thôi các anh chị. Có nghĩa là gì ạ? Trong cái hành trình để các anh chị mình tìm kiếm cái tên của mình ấy, trong cái hành trình các anh chị mình tìm kiếm cái điểm chỗ đứng của mình ấy các anh chị, cái người đồng minh tuyệt vời nhất của chúng ta là chính mình, và cái người kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng là chính mình các anh chị, được không ạ? Không một ai ngăn cản các anh chị để các anh chị thuộc vào top 150 hàng tuần hay là thuộc vào top 500 quý, đúng không nào, chung cuộc. Nhưng mà chính chúng ta các anh chị, nếu mà thế cho nên ngày hôm nay cái việc ghi tên các anh chị mình vào đâu, các anh chị mình trở thành ai, các anh chị mình sẽ có kết quả kinh doanh bao nhiêu, nó tùy thuộc vào chúng ta hết các anh chị. Cũng nghe những cái lời nói động lực ít thôi các anh chị, nhưng mà đứng lên hành động đi, đúng không nào? Bởi vì không có ai đến cửa nhà chúng ta, gõ cửa chúng ta để nói là gì ạ, thành công đây, cầm lấy đi các anh chị, đúng không nào? Mà chính chúng ta phải ra bên ngoài kia đấu tranh và giành giật lấy nó các anh chị, đúng không ạ? Đó, thế cho nên là gì ạ? Tất cả những cái điều này các anh chị mình cần phải làm sao ạ? Mình cần phải thực sự là mình sẽ phải nói chuyện với bản thân mình hàng ngày các anh chị, đúng không ạ? Rồi, chị Hằng giúp em lên cái slide tiếp theo đi các anh chị. Bình thường là em hay chỉnh cái slide của mình, hôm nay mình nhờ người khác là cũng hơi thấy hơi bị động các anh chị. Thế thì các anh chị hình dung là mentor Upmi hay là CEO Trần Thiên Ấn cũng có nói với chúng ta, các anh chị cứ hình dung là tất cả những cái gánh nặng trong cuộc sống của chúng ta, những cái thứ mà chúng ta cần phải làm sao, chúng ta cần phải tất toán. Các anh chị cứ giả sử nhắm mắt lại, bản thân trong cái giữa nhà của các anh chị đang có một cái cục tạ, đúng không nào? Và cái cục tạ nó sẽ nổ các anh chị nhé. Giống như cái việc là gì ạ? Nếu mà bây giờ không có tiền thì sẽ
thì sẽ đi ra ngoài đường đứng. Bây giờ không có tiền thì không có tiền trả nợ ngân hàng. Bây giờ không có tiền thì là chủ nợ dí. Bây giờ không có tiền là con cái không được ăn học ổn định, đúng không nào? Bây giờ không có tiền thì người ta khinh khi các anh chị. Đấy, thì các anh chị mình hãy cảm giác như là gì ạ? Trong nhà mình đang có một cục tại như vậy, mà nếu chúng ta không đẩy nó đi thì nó sẽ nổ tung cái nhà đó các anh chị, đúng không ạ? Thế thì cái việc của còn lại của chúng ta là gì ạ? Không có sự lựa chọn, đúng không các anh chị? Hoặc là đẩy nó ra khỏi nhà, hay là chết các anh chị, đúng không ạ? Thế thì cái chương trình 90 ngày tốc chiến, các anh chị hình dung là gì ạ? Khi mà chúng ta đã bắt đầu chúng ta sắn tay áo lên các anh chị, chúng ta vịn vào cái quả tạ 2 cân này các anh chị, chúng ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đẩy, nó có nhúc nhích không các anh chị? Nó có nhúc nhích tí nào không ạ? Nói thật với các anh chị là không nhúc nhích một chút nào cả các anh chị. Và chúng ta sẽ cảm giác là gì ạ? Sẽ phần lớn 10 người thì có phần lớn các anh chị mình sẽ bỏ, cảm giác là tôi không làm được đâu, nó không dành cho mình, đúng không ạ? Bỏ cuộc đi, đúng không các anh chị? Và có rất là nhiều ở người bên ngoài còn thì thầm nữa cơ các anh chị, không làm được đâu mà bị điên à, đúng không ạ? Bỏ cuộc đi, làm sao mà sức mày có thể đẩy được cái cục tạ 2.000 cân đó, đúng không anh chị? Có phải trong thực tế chúng ta đang có những cái điều như vậy không ạ? Chính xác, cục tạ này nó sẽ nổ các anh chị, hoặc là đẩy nó ra khỏi nhà, hoặc là nó nổ các anh chị, đúng không nào? Thế thì lúc này chúng ta sẽ làm sao ạ? Bỏ qua hết tất cả những cái tiếng thì thầm các anh chị, tất cả chúng ta có thể nghe thấy là gì ạ? Mình có thể làm được các anh chị, mình làm được, mình nhất định làm được các anh chị. Và mình đếm 4, 5, 6 thì bắt đầu nó hơi có một chút xíu nhúc nhích các anh chị, giống như cái hành trình 90 ngày tốc chiến này. Và cũng vậy, tuần 1, tuần 2, tuần 3 các anh chị mình cảm thấy là gì? Ôi ôi, sao người ta bán giỏi thế? Sao mình chẳng là ai trong cái hành trình này các anh chị? Tên của mình ở đâu? Tại sao mà mình vẫn cứ ì ạch như thế này, đúng không ạ? Mình không làm được đâu, có phải là nó là bước 1, 2, 3 không các anh chị? Nhưng các anh chị mình hãy làm sao ạ? Tập trung lại, đúng không nào? Tìm cho mình cái lý do đủ lớn để các anh chị mình bắt buộc phải đẩy cục tạ này tiếp tục. Bởi vì cái hành trình 90 ngày tốc chiến nó không xảy ra một lần nữa trong năm 2023 đâu các anh chị. Thế thì lúc này á, năm 4, 5, 6 bắt đầu nhúc nhích các anh chị. Bắt đầu nó nhúc nhích các anh chị, bắt đầu các anh chị mình sẽ cảm thấy hưng phấn các anh chị, bởi vì chúng ta có một chút kết quả rồi mà. Nhưng mà lúc này chúng ta làm sao ạ? Nếu mà chúng ta buông ra, buông cánh tay của mình ra là nó sẽ quay lại cái vị trí ban đầu ngay lập tức các anh chị. Thì cái việc còn lại của chúng ta là gì ạ? Cắn răng cắn lợi, có 200% sức lực hay 300% sức lực thì phải làm sao ạ? Tất toán nó bằng được các anh chị, đẩy tiếp một lần nữa 7, 8, 9 các anh chị là bắt đầu nó lăn. Và khi mà các anh chị mình hình dung là một quả cầu nó lăn thì nó sẽ có quán tính, đúng không ạ? Lúc này các anh chị mình chỉ cần vị nhẹ vào thôi, nó sẽ tiến về phía trước, các anh chị đồng ý không ạ? Và khi các anh chị mình đã có được cái quán tính này rồi thì các anh chị mình chỉ cần 300% sức lực thôi là các anh chị mình đã có thể làm sao ạ? Tất toán được cái quả cầu này rồi các anh chị, đúng không ạ? Và thậm chí là gì ạ? Càng lăn sẽ càng lăn nhanh, ok không các anh chị? Thế thì khi mà các anh chị mình hình dung trong cái kinh doanh này ấy, khi các anh chị mình đã làm sao ạ? Master được cái kỹ năng bán hàng của mình rồi, đúng không ạ? Khi các anh chị mình đã có đồng đội kinh doanh cùng với mình rồi là cái hành trình của các anh chị sẽ rất nhẹ nhàng. Bây giờ nó có thể cực khổ đấy, nhưng làm sao các anh chị? Các anh chị cứ làm đi rồi các anh chị mình sẽ thấy là gì ạ? Ánh sáng ở cuối đường hầm và quả ngọt sẽ chờ ta ở phía trước các anh chị. Đồng ý không ạ? Ok không các anh chị? Ok thì các anh chị mình đánh ok giúp em ạ. Nhưng một cái điều nữa, không phải em, không phải bất cứ ai, không phải mentor của mình, không phải bất cứ ai giúp các anh chị thành công được, mà các anh chị quay lại nói chuyện với chính bản thân mình ạ. Đúng không ạ? Rồi, mình qua slide tiếp theo các anh chị. Rồi, thế thì cái điều kiện để thành công của Dropin là gì? Nói thật với các anh chị gì ạ? Dropin là một mô hình cực kỳ tinh gọn, cực kỳ đơn giản rồi, nó không phức tạp đâu các anh chị. Các anh chị mà còn nghĩ nó phức tạp thì các anh chị còn chưa thành công, đúng không ạ? Còn nghĩ phức tạp nó còn chưa thành công, các anh chị nghĩ đơn giản nhất có thể giúp em. Đó, trong cái hành trình này các anh chị mình phải làm gì, đúng không ạ? Thì chỉ có ba cái điều, đó là gì ạ? Bán hàng, 3S đấy các anh chị, sell, share và sponsor thôi các anh chị. Cứ chỉ cần làm đi làm lại và follow đúng cái kiểu 180 ngày kinh doanh thành công thôi, giúp em được các anh chị. 7 bước thành công, làm đi làm lại, làm cho càng nhiều người trong kinh doanh của mình càng tốt. Thế thôi các anh chị. Kể cả bây giờ những cái người mentor 12 hay mentor 19 là những cái người ta làm cái 7 bước thành công đó liên tục và cho nhiều người thôi các anh chị, đúng không nào? Thế cái việc chúng ta làm là gì ạ? Bán hàng, lan tỏa cái công việc kinh doanh này, bảo trợ và kết nối cái người mà các anh chị mình đưa vào công việc kinh doanh này để họ có thu nhập, và làm nó đúng đủ đều các anh chị. Không phải là ngày hôm nay các anh chị thích các anh chị làm, ngày hôm nay các anh chị mình nghe ai đó nói hay quá các anh chị làm, xong ngày mai các anh chị mình bỏ. Kinh doanh thành công hay làm bất cứ cái gì nó không dễ dàng như vậy các anh chị. Nó cần có một cái sự tập trung, đúng không nào? Đúng, đủ và đều các anh chị. Thế cái điều kiện đó là cái điều kiện cần các anh chị. Đấy là chúng ta vẫn hay nói với nhau là gì? Liều ăn nhiều, mà trong kinh doanh này liều ăn nhiều mà lì thì ăn nhì các anh chị. Các anh chị mình cứ lì đi ạ. Đúng không nào? Sẽ không có người bỏ thất bại, nhưng mà có cái người mà gì ạ? Chúng ta đang trong cái hành trình để tìm kiếm cái thành công thôi các anh chị. Chỉ là gì ạ? Khi nào các anh chị còn chưa rút cái quỹ thì các anh chị mình còn có cái cơ hội rất là lớn trong công việc kinh doanh Dropy này. Thế thì đó là cái điều kiện cần các anh chị. Điều kiện đủ ở đây là gì? Các anh chị mình đánh điều kiện đủ giúp em lên trên phần chat đi ạ. Đồ và lì, đúng rồi ạ. Bây giờ thêm 2L nữa các anh chị. Cái điều kiện đúng, điều kiện cần đó là gì ạ? Đúng đủ đều. Cái điều kiện đủ là gì các anh chị? Và em nghĩ rằng là gì ạ?
cái thành công của em là gì ạ? Là do em có cái điều kiện đủ này các anh chị. Điều kiện đủ là gì ở đây các anh chị? À, hành động, à, kiên trì, tập trung. Là cái gì các anh chị? Ngày nào cũng làm, đúng đủ đều là điều kiện cần các anh chị. Điều kiện đủ ở đây là gì ạ? Có anh chị nào mình trả lời đúng không ạ? Đủ ở đây là gì các anh chị? Đó là sự tập trung và tốc độ các anh chị. À, mình đến slide tiếp theo giúp em. Đó là tốc độ các anh chị. Bởi vì thành công nó yêu tốc độ các anh chị. Khi mà em ngồi xuống với mentor của mình vào tháng 3, ngồi xuống cùng với mentor của mình vào tháng 3 năm 2021 các anh chị, và em biết được công thức kinh doanh cùng Dropy là em cắm đầu em làm các anh chị. Em nén toàn bộ nguồn lực vào các anh chị. Em làm đúng đủ đều. Cứ 2 giờ chiều là em đóng cửa em gọi data. À, cứ sáng là bắt đầu em học kỹ năng. Sau đó là gì ạ? Em sẽ lọc ra danh sách khoảng 5 khách hàng để em kết nối. Bắt đầu em bán hàng các anh chị. Và sau bắt đầu là gì? Em gọi data, em đưa vào cho họ trong cái kênh kinh doanh này. Thời điểm đó em chưa có nhiều năng lực, thời điểm đó em chưa biết gì thì em cứ kết nối lên trên các anh chị. À, cái công việc kinh doanh Dropy này là một cái công việc kinh doanh làm việc lên trên các anh chị. Mình hãy lưu ý cái này giúp em. Các anh chị mình làm thế nào để các anh chị mình luôn luôn trong tầm ngắm của cái người mentor của mình các anh chị? Bởi vì trong cái quyển kinh doanh 180 ngày kinh doanh thành công nó có cái nguyên tắc số 5 đúng không ạ? Một người họ chỉ có thể làm việc tốt nhất với 5 người thôi. Đúng không nào? Thế cho nên họ sẽ lọc ra những cái người mà thực sự rất cam kết với họ. Họ cam kết, mentor cam kết với cái người cam kết đó và cái người cam kết đó cam kết ngược lại với mình đúng không ạ? Thì các anh chị mình phải làm sao? Mình luôn luôn nằm trong tầm ngắm của cái người leader của mình ấy các anh chị. Họ sẽ luôn luôn chìa tay ra giúp đỡ mình. Thì các anh chị mình hãy làm cái điều đó giúp em. Bản thân mentor bọn em cũng như vậy đúng không ạ? Sẽ luôn luôn mong muốn nằm trong tầm ngắm của các cái người mentor của mình là ai các anh chị? Là Dropy đúng không? Là các nhà phát triển sản phẩm. Luôn luôn để cho họ nhìn thấy rằng là gì ạ? À, đội nhóm của tôi kinh doanh sản phẩm này tốt. À, anh hỗ trợ cho tôi đi đúng không ạ? Anh có cái chương trình huấn luyện, chương trình đào tạo, chương trình fast sale để cho đội nhóm của tôi kinh doanh đi đúng không ạ? À, Dropy cũng như vậy. Tôi là một cái người mentor có nhiều cái sự cống hiến đúng không nào? Anh hãy cho tôi nhiều cái cơ hội để tôi có thể phát triển hơn lên đi đúng không anh chị? Việc của chúng ta là làm việc lên trên các anh chị. Các anh chị hãy đánh lên trên phong chat giúp em. Đừng có loay hoay nhìn xuống tại sao người này không làm, tại sao mình không bán được hàng, tại sao thế này thế kia. Các anh chị mình hãy luôn luôn liên hệ với người mentor của mình. À, tôi sai ở đâu vậy? Tôi làm chưa đúng ở đâu vậy? Anh có thể giúp đỡ tôi không các anh chị? Đúng không nào? Luôn luôn tìm kiếm giúp em. Anh ơi anh đâu rồi các anh chị? Đúng không ạ? Các anh chị mình hãy luôn luôn làm việc lên cái người mentor của mình các anh chị. Anh ơi anh đâu rồi? Em cần anh giúp đỡ. Chị ơi chị đâu rồi? Em cần chị giúp đỡ. Ok không các anh chị? Đừng có tìm kiếm những cái người mới họ còn chưa có kết quả như mình xong rồi chúng ta kêu ca với nhau là dắt tay nhau rút ký quỹ hết các anh chị. Chúng ta hãy tìm kiếm đến cái người mà cho chúng ta cái giải pháp ấy các anh chị. Cái người có thể cho chúng ta giải pháp là những người thành công các anh chị. Đúng không nào? Có những người không thành công họ chỉ cho chúng ta vấn đề rắc rối thôi các anh chị. Được không ạ? Đó, được không các anh chị? Và một cái điều nữa đó là gì ạ? Phải có cái tốc độ vào đó các anh chị. Ví dụ chẳng hạn bây giờ các anh chị mình lan tỏa cái công việc kinh doanh Dropy này đi. Mà tháng này các anh chị thích các anh chị mình lan tỏa cho một người. Tháng sau các anh chị chán các anh chị nghỉ, tháng sau nữa các anh chị thích các anh chị lại lan tỏa một người nữa các anh chị. Các anh chị dùng không ạ? Thì các anh chị mình không ém được cái nguồn lực, các anh chị mình không đòn bẩy được cái nguồn lực của số đông các anh chị. Và sao làm sao các anh chị mình làm các anh chị mình cảm giác là gì ạ? Nó đều đều nó chán chán. Người này vào người kia lại ra mất rồi. Đúng không ạ? Kể cả công việc chia sẻ công việc kinh doanh này cũng như vậy các anh chị, hay là bán hàng cũng như vậy. Các anh chị mình ngày hôm nay các anh chị tiếp cận bán được một khách là các anh chị mình đang nói bon mồm tự nhiên thôi các anh chị không nói nữa. Nhưng mà các anh chị hình dung không ạ? Khi mà chúng ta mà tư vấn cho khách hàng ấy mà các anh chị nào đã làm telesale chưa? Ví dụ chẳng hạn một ngày các anh chị mình gọi 20 data, cái kết quả của các anh chị sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là gì ạ? Trong 4 ngày các anh chị mỗi ngày gọi 5 data, đúng không ạ? Bởi vì khi các anh chị mình đang vào cầu cái tự nhiên hết không gọi nữa. Thế tự nhiên các anh chị mình bị làm sao ạ? Mình bị chùn lại, đúng không nào? Thế cho nên cái sự tập trung của chúng ta là rất quan trọng các anh chị. Và 90 ngày tốc chiến nó chính là gì ạ? Là một cái ngoại cảnh để cho chúng ta tập trung cái nguồn lực của chúng ta vào các anh chị. Thời điểm này bán bằng chết các anh chị, thời điểm này lan tỏa chia sẻ công việc kinh doanh này bằng chết các anh chị. Thời điểm này cứ có thời gian rảnh là làm Dropy. Được không các anh chị? Được không ạ? Nếu mà được thì các anh chị mình đánh số 9 giúp em, mà nếu các anh chị mình làm theo đúng như này mà thu nhập của các anh chị không x2, x3, x4 được các anh chị mình quay lại gặp em. Được không các anh chị? Bởi vì làm sao ạ? Kết quả nó đi đôi với hành động thôi các anh chị. Ok không các anh chị? Rồi, mình sang slide tiếp theo giúp em. Rồi, thế thì lúc này ở đây ấy, chúng ta sẽ dựa vào đâu các anh chị? Chúng ta dựa vào động lực hay kỷ luật ạ? Chúng ta dựa vào động lực hay kỷ luật các anh chị? Nếu mà các anh chị dựa vào động lực, các anh chị mình đánh 1, mà dựa vào kỷ luật các anh chị đánh 2 giúp em. Dựa vào đâu các anh chị? Chính xác cả 2, nhưng mà trong cái hành trình này ấy, em đánh giá cao cái kỷ luật hơn các anh chị. Động lực rất quan trọng các anh chị, cái why rất quan trọng các anh chị, nhưng nếu mà có động lực không thì các anh chị một ngày nào đó các anh chị sẽ nói là gì ạ? À, tôi có những cái sự quan tâm khác. Đúng không nào? Nhưng kỷ luật nó sẽ là cái thứ giúp chúng ta thành công. Bởi vì sao các anh chị? Kỷ luật nó có cái thứ mà động lực không làm được, đó là gì ạ? Động lực là gì ạ? Tôi thích tôi làm, tôi chán tôi nghỉ. Ngày hôm nay tôi động lực là thế này, ngày mai động lực của tôi là thế kia. Nhưng kỷ luật nó là một cái thứ kinh khủng luôn các anh chị.
là chúng ta có thể làm những cái thứ nhàm chán, làm đi làm lại, làm tái làm hồi, miễn là chúng ta đạt được kết quả. Gọi anh chị gọi data có chán không các anh chị? Em gọi data em chán cực kỳ, anh chị cầm một cái điện thoại bốc lên gọi data chán lắm các anh chị. Tư vấn bán hàng chán không các anh chị? Chán lắm các anh chị. Đúng không nào? Hay là các anh chị mình muốn giảm cân, các anh chị tập thể dục, các anh chị thấy chán đúng không ạ? Chán không các anh chị? Chán, đau nữa chứ các anh chị. Nhưng mà kỷ luật nó sẽ mang chúng ta đến thành công chứ không phải động lực các anh chị. Kỷ luật là chúng ta phải làm sao ạ? Không thỏa hiệp với chính mình. Chúng ta làm những cái thứ mà nó nhàm chán, nó lặp đi lặp lại. Ở trong kinh doanh Dropy này đấy các anh chị, buộc phải làm, chính xác. Buộc phải làm các anh chị. Nếu muốn thành công thì buộc phải làm, chứ không phải là thích thì làm, chán thì nghỉ các anh chị. Chính xác ạ. Thì kỷ luật nó là cái thứ mà giúp chúng ta đi đến cái mục tiêu của mình. À, chứ không phải động lực các anh chị. Động lực rất quan trọng nhưng kỷ luật nó mới là cái thứ thực sự là gì ạ? Có tiếng nói ở đây các anh chị. Đúng không ạ? Đấy cho nên làm sao các anh chị mình phải làm sao ạ? Nâng cái tính kỷ luật này lên. Hôm nay đã có mục tiêu gọi 5 người thì chắc chắn phải gọi 5 người. Hôm nay có mục tiêu là phải bán được một hàng thì làm bằng cách nào đó. Kiểu gì thì kiểu cũng ra được một đơn hàng các anh chị. 23:58 rồi mà chưa ra được đơn hàng thì phải cố gắng hoàn thành cho bằng được các anh chị. Đó là cái kỷ luật đấy các anh chị. Đúng không nào? Rồi ok chưa các anh chị? Chúng ta sẽ đến với slide tiếp theo. À, và có cái câu nói này khi mà vào Dropy em được nghe rất là nhiều, đó là gì? Cái cách chúng ta làm một việc nó sẽ là cái cách chúng ta làm một việc. Nếu các anh chị mình thỏa hiệp với mình trong kinh doanh Dropy này thì nghĩa là các anh chị mình em nghĩ rằng là gì? Chúng ta đang thỏa hiệp với chính cuộc đời của mình luôn các anh chị. Bởi vì cái cách chúng ta làm một việc nó là cách chúng ta làm nhiều việc. Các anh chị dễ từ bỏ thì trong công việc gì các anh chị cũng dễ từ bỏ. Nhưng mà các anh chị mình lì thì trong công việc gì các anh chị mình cũng lì các anh chị. Đúng không nào? Đó, các anh chị mình hưng phấn ngoại cảnh thì trong công việc nào các anh chị mình cũng rất là dễ ngoại cảnh tác động. Anh làm thì tôi làm, đội nhóm làm vui, đội nhóm vui thì mình vui, đội nhóm buồn thì mình buồn, đội nhóm bán thì mình bán, đội nhóm bán không bán thì mình không bán các anh chị. Nhưng mà nếu mà các anh chị mình làm sao, các anh chị mình có được cái nguyên tắc của chính bản thân mình đó là gì ạ? Cứ việc của tôi làm, của anh làm đúng không ạ? Mình dẫn dắt bằng kết quả thì làm sao các anh chị? Thì đội nhóm của các anh chị tự nhiên nó cũng sẽ như vậy các anh chị. Đúng không nào? Chúng ta đưa kết quả ra để nói chuyện với nhau. Và cái cách chúng ta làm một việc cũng là cái cách chúng ta làm nhiều việc các anh chị. Được không ạ? Chúng ta không thỏa hiệp, chúng ta không viện cớ, chúng ta không lý do, đúng không ạ? Đấy, thì tất trong tất cả mọi việc chúng ta cũng sẽ hình thành một cái thói quen như vậy các anh chị. Và có một cái câu nói rất là hay, em rất là thích, đó là gì? Cái con tàu nó neo đậu ở trên cảng thì nó rất là đẹp đẽ các anh chị. Nó tạo nên một cái phong cảnh tuyệt vời, nhưng mà quay lại nghĩ đi, cái mục tiêu ban đầu người ta đóng cái con tàu này để làm gì? Không phải để đỗ ở cảng các anh chị, mà nó để vượt sóng khơi xa. Được không nào? Thế cho nên các anh chị mình hãy xác định là cái giá trị của các anh chị trong cái cuộc sống này. À, và ngưng dễ dãi với bản thân mình đi các anh chị và bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu mà bây giờ các anh chị mình đang làm cái điều gì đó mà các anh chị mình cảm thấy ngượng ngùng, các anh chị đang làm cái điều gì đó mà các anh chị đang cảm thấy là gì ạ? Nó không có thoải mái thì nghĩa là các anh chị mình đang phát triển. Đúng không ạ? Đó, đúng các anh chị. Đấy, thì các anh chị mình làm sao? Bây giờ mình đang đi ra ngoài mình chia sẻ, mình bán hàng, mình đang cảm thấy ngượng ngạo, mình đang cảm thấy là gì ạ? Tại sao nói nó không hay? Thì nghĩa là các anh chị mình đang làm cái điều mới các anh chị nhé. Nếu mà đam mê là con đường dẫn đến thành công thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó. Đúng không nào? Thì á, các anh chị mình đã hình dung là gì ạ? Mục tiêu nó vẫn ở đó đợi chúng ta các anh chị. Và cái chính là chúng ta chọn cái phương tiện nào để chúng ta đi đến đó thôi. Ok chưa các anh chị? Thì kiên trì nó chính là cái phương tiện đưa các anh chị đến đó. Chạy cũng được, bò cũng được, lăn cũng được, lết cũng được các anh chị, miễn là chúng ta lết đến tận cuối cái con đường thôi các anh chị. Ok chưa ạ? Bởi chúng ta sống một đời mà, chứ chúng ta đâu có sống một năm, hai năm đâu các anh chị. Rồi, và bắt đầu ngay bây giờ chính là cái câu nói trước khi mà chúng ta kết thúc cái phòng Zoom ngày hôm nay các anh chị. À, cái thời điểm mà tuyệt vời nhất để chúng ta bắt đầu là ngày hôm qua, nhưng mà chúng ta không có cái ngày hôm qua để chúng ta làm lại nữa rồi các anh chị. Thì cái thời điểm bắt đầu thứ hai đó chính là ngay bây giờ các anh chị, không phải lúc nào cả. Đúng không ạ? Ngưng ngày mai đi các anh chị, cái câu mà là gì ạ? Một ngày nào đó nó là cái thứ giết chết chúng ta các anh chị. Đúng không ạ? Đấy, một ngày nào đó, đó ở trong tiếng Anh họ dịch ra đó là gì ạ? Chả là ngày nào cả các anh chị. Ok chưa các anh chị? Thì cho nên làm sao các anh chị? À, những cái người thành công ở trong Copy có rất là nhiều, đưa những anh chị đó lên đây để cho các anh chị thấy là gì ạ? Họ là bất cứ ai các anh chị, họ có kỹ năng kinh doanh rồi, họ chưa có kỹ năng kinh doanh, họ đang sống ở Việt Nam, họ đang không sống ở Việt Nam, đúng không ạ? Họ có thời gian hoặc họ đang không có thời gian thì họ đều thành công được. Thế cho nên cái việc mà các anh chị thành công được hay không nó dựa vào chính chúng ta các anh chị. À, công cụ chúng ta có sẵn hết rồi, Dropy quá nhiều mặt hàng rồi, sản phẩm quá chất lượng rồi, đúng không ạ? Những cái sự huấn luyện, những cái sự hỗ trợ, đúng không các anh chị? Những cái sự kết nối với nhà cung cấp, tất cả mọi thứ các anh chị mình có đủ cả rồi. Chỉ cần các anh chị mình hành động nữa thôi là kết quả nó trước mắt các anh chị mình bán được 40 triệu, các anh chị mình kiếm được khoảng tầm là gì ạ? Gần 15 triệu. Các anh chị mình bán được 100 triệu, các anh chị mình kiếm được 30, 35 triệu. Ok không các anh chị? Đấy, thì kiểu gì thì kiểu,
cái doanh số là ví dụ chẳng hạn tháng này là gì ạ? 10 tỷ đi chẳng hạn, 100 tỷ đi chẳng hạn, đúng không ạ? Kiểu gì thì kiểu nó cũng rơi vào túi đại lý khoảng tầm 35 tỷ. Cái vấn đề là nó rơi vào túi ai? Rơi vào túi chúng ta hay rơi vào túi ai khác? Thì đó là việc của các anh chị, đúng không nào? Kiểu gì thì kiểu, cứ trong cái cộng đồng này, đúng không nào? Có 100 tỷ doanh số một tháng, là kiểu gì thì kiểu cũng đến tay túi đại lý là ít nhất 35 tỷ, đúng không anh chị? Nó rơi vào túi các anh chị bao nhiêu thôi, đúng không nào? Đấy, thì cho nên là gì ạ? Cái câu chuyện này là câu chuyện của tất cả chúng ta, các anh chị nhá. Chúng ta hãy cùng viết nên một cái kỳ tốc chiến 2023 thật là tuyệt vời các anh chị. Rồi, và chúc tất cả các anh chị một ngày mới có mục tiêu rõ ràng, hành động, quyết liệt. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong cái chương trình tổng kết 9 ngày tốc chiến các anh chị nhá. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều và cảm ơn ban tổ chức chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị bestseller đã chia sẻ những câu chuyện rất là chân thành, rất là tuyệt vời các anh chị. Rồi, ok, chúc mừng tất cả chúng ta đã hoàn thành cái chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là sao các anh chị len lói một cái động lực để cho các anh chị mình sẵn sàng đưa bản thân mình vào trong cái vòng kỷ luật các anh chị nhé.